Chàng trai này đang đưa cánh tay của mình vào miệng của một con chó sói đang rất đói, nhưng nó lại không hề làm hại gì đến anh ta, mà chỉ đang trêu đùa anh ấy một chút. Vậy chuyện gì đã xảy ra mà một chú sói hoang hung dữ cắn đứt cả thép, lại trở thành một chú sói xám ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu video với mình nha! Chú chó sói nhỏ này tên là Oai Phang. Từ khi còn rất nhỏ, mẹ của nó ra ngoài tìm thức ăn nên đã bị thợ săn bắn trúng tim. Vì để gặp mặt con mình lần cuối, nó lết cơ thể đang bị thương nặng của mình, từng bước bò trong băng tuyết. Mãi cho đến khi đến cửa nhà, nó mới an tâm mà nhắm mắt lại. Tuy nhiên, Oai Phang bé bỏng lại tưởng rằng mẹ mình đang ngủ, nên liền vội vàng đi lên liếm láp chiếc mũi của mẹ, để gọi mẹ dậy, nhưng dù thế nào cũng không nhận được hồi đáp. Thế là Oai Phang chỉ đành nằm lên người mẹ và ở bên cạnh mẹ. Sau một đêm, tuyết dày đến nỗi che phủ cơ thể của mẹ, lúc này Oai Phang mới ý thức được rằng mẹ mình đã chết rồi. Nó hú lên, khóc trong đau đớn, không có mẹ chăm sóc. Tiếp theo đây nó phải sinh tồn trên cái thế giới tàn khốc này như nào đây? Chính vào lúc này, cách đó không xa liền truyền đến âm thanh tiếng hú của đồng loại. Thế là Oai Phang vội vàng đuổi theo âm thanh đó, và nhìn kỹ thì ra đó chính là bầy sói. Chỉ cần họ thu nhận mình, vậy thì việc tiếp tục sống sẽ không là vấn đề nữa. Nhưng vẫn chưa đợi Oai Phang đuổi đến, thì bầy sói đã biến mất mà không để lại dấu vết gì. Tuyệt vọng, Oai Phang không biết phải làm gì. Trong lớp tuyết nguy hiểm, nó cứ đi một cách vô định, kết quả không cẩn thận mà trượt chân xuống sườn núi. Đã vậy lại còn rơi vào trong một hang tuyết. Môi trường trong hang đáng sợ đến mức khiến Oai Phang nhỏ bé vô cùng sợ hãi. Thế là nó lấy hết dũng khí chạy ra khỏi hang, và vô tình đến bên bờ hồ. Nó muốn uống nước để bổ sung năng lượng, nhưng thế nào cũng vẫn không đủ. Chính vào lúc này, một người phát hiện ra nó, nhìn thấy nhóc con dễ thương, người đàn ông liền huýt sáo. Nhưng Oai Phang chưa từng thấy con quái vật hai chân bao giờ. Nó liền quay đầu chạy trốn, nhưng chưa chạy được bao xa thì nó lại gặp một dòng sông. Ở dưới sông có hai con cá giết chết đuối, vậy là có đồ để chén rồi nha. Thế là hai con cá giết nhân lúc đó chạy thoát, còn Oai Phang bất lực chỉ có thể uống nước cho đỡ đói. Nhưng như vậy căn bản là cũng không đỡ đói chút nào. Đột nhiên, phía xa xuất hiện một vài chú chuột nhỏ. Sau khi Oai Phang nhìn thấy thì vội vàng đuổi theo, nhưng đám chuột chuồn quá nhanh, lách người nhanh nhẹn chui tọt vào trong lỗ. Chú sói nhỏ đói chỉ có thể gặm vỏ cây, nhưng thực chất nó quá khó nuốt đi. Chính lúc này, nó ngẩng đầu lên và nhìn thấy đồ ăn. Con sói đói phát hiện ra một con thỏ hoang treo trên cây, và vì quá ngây thơ nên nó không biết được đây là bẫy của thợ săn. Cơn đói dữ dội buộc nó không ngừng nhảy lên để lấy miếng mồi trên cây kia. Nhưng con thỏ này quả thực quá cao, chú sói nhỏ căn bản là không thể với được. Điều tệ hơn nữa là mà nó còn đạp trúng bẫy của thợ săn, và thế là bị treo ngược lên cây cao. Dù nó có vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Lúc này, ba người da đỏ cầm súng săn đi đến. Thủ lĩnh lập tức mở miệng chú sói nhỏ ra, và phát hiện ra chú sói bé bỏng này có một hàm răng trắng rất đẹp. Hơn nữa, nó còn là một giống chó lai sói rất hiếm gặp. Vì vậy, anh quyết định đưa nó về và thuần hóa nó, rồi còn đặt cho chú một cái tên rất đẹp là Oai Phang. Và như vậy, Oai Phang được đưa về bộ lạc. Mỗi ngày nó đều được huấn luyện cực khổ, mặc dù vất vả, nhưng dù gì vẫn có thể tiếp tục sống. Vài tháng sau, Oai Phang bé nhỏ đã khôn lớn. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Oai Phang sẽ bảo vệ sự an toàn cho bộ tộc, nhưng gen sói trong cơ thể lại luôn khiến nó khao khát được tự do. Tuy nhiên, để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của thủ lĩnh, Oai Phang chưa bao giờ nghĩ đến việc rời đi. Hôm đó, có hai thợ đào vàng đến bộ lạc, trong đó có một anh chàng đẹp trai tên là Jack, không ngừng nhìn chằm chằm vào Oai Phang, và anh cảm thấy rằng mình đã gặp nó ở đâu đó trước đây. Anh thích nó đến mức không nói nên lời, và anh chỉ muốn đưa tay ra để chạm vào nó. Nhưng Oai Phang lại xông lên và gầm lên một tiếng. Thấy vậy, tộc trưởng liền đi đến ngăn lại, và nói rằng sói chỉ dùng để làm việc thôi, không cần phải làm bạn với nó. Jack thấy Oai Phang có hành động rất kỳ lạ, luôn thích ở một mình bên bờ sông, ngẩn ngơ nhìn về phía khu rừng xa xa, rồi thỉnh thoảng hú lên vài tiếng. Sáng sớm hôm sau, Jack ra ngoài đi vệ sinh nhưng lại đụng phải Oai Phang. Anh vốn định nói lời chào với nó, nhưng nó lại cúp đuôi chạy đi. Thế là Jack vội vã đi tìm nó, nhưng lại không thấy bóng dáng nó đâu cả. Đột nhiên, một con gấu nâu lớn xuất hiện sau lưng. Vì quá đói nên nó nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ở một mình. Nó điên cuồng đuổi theo phía sau. Khi thấy nó sắp đuổi đến, chàng trai liền trốn vào trong một đống củi, nhưng gấu nâu vẫn lượn lờ quanh đó, và không có ý định sẽ buông tha cho anh. Nó điên cuồng cào mặt đất, dùng lực vỗ mạnh vào thanh gỗ và hét lên đầy giận dữ với anh, như muốn xé nát anh ra thành từng mảnh vậy. Chỉ thấy nó duỗi móng vuốt mạnh mẽ của mình ra, rồi chụp mạnh lấy cánh tay anh, khiến anh đau đến nỗi kêu cha gọi mẹ. Chính vào lúc nguy cấp, sói xám Oai Phang liền xuất hiện sau lưng gấu đen, nhưng rõ ràng là nó không phải là đối thủ của gấu nâu. Bất luận là về thể hình hay là về sức mạnh mà nói thì đều thua xa bé gấu. Thấy vậy, Oai Phang từng bước lùi về sau, nhưng không phải nó sợ hãi, mà là nó định đi vòng qua trước mặt chàng trai Jack.
để chặn đòn tấn công của gấu nâu. Chú gấu nâu dường như nhìn thấy ý đồ của Wai Fang, nó lập tức phát điên và gầm lên tiếng kêu đáng sợ hơn nữa. Âm thanh này khiến Jack trốn trong đống củi cũng sợ đến sắp tè cả da quần, nhưng Wai Fang ở bên ngoài thì căn bản lại không sợ gì cả, mà ngược lại còn nhe nanh trợn mắt chuẩn bị liều mạng với nó. Và lúc này gấu nâu đột nhiên rén rồi đây, nó ngẫm nghĩ và gấu ta chỉ muốn kiếm miếng cơm thôi mà, rồi sau đó nó chỉ đành bất đắc dĩ bỏ đi. Sau khi được cứu, Jack nhìn Wai Fang với lòng biết ơn sâu sắc, nhưng Wai Fang không đòi hỏi gì và cũng không bày tỏ thiện chí với anh. Ngày hôm sau, Jack sắp phải rời bộ lạc để đi đào vàng. Trước khi đi, anh nhìn thấy Wai Fang bên bờ sông từ xa. Để báo đáp ơn cứu mạng, Jack đã đặt một ít thịt bò khô lên khúc củi và nói rằng sẽ không quên nó. Nhưng Wai Fang lại không có bất cứ biểu hiện gì. Nhưng khi anh chèo thuyền rời đi, anh lại vô tình ngước lên nhìn nó và phát hiện ra Wai Fang đang đứng trên sườn đồi để tiễn mình. Tuy nhiên, Jack thế nào cũng không ngờ được là cuộc chia tay này suýt chút nữa khiến họ không thể gặp nhau được nữa. Sau khi anh rời đi được vài ngày, tù trưởng đưa Wai Fang ra chợ bán gia thú. Kết quả là nó bị một tên lưu manh nhắm trúng. Con chó hung ác này vô cùng kiêu ngạo, ngay đến cả sói cũng không coi ra gì. Đã vậy, chủ nhân của chú chó này còn vô liêm sỉ hơn, trực tiếp thả chó ra để nó cắn sói xám Wai Fang. Kết quả là chưa đến 3 giây, con chó hung ác bị Wai Fang trà sát trên mặt đất, khiến nó phải cúp đuôi tính bỏ chạy. Cảnh tượng này khiến chủ nhân của chú chó hung ác đơ luôn tại chỗ. Anh ta thầm thề là nhất định phải có được Wai Fang để nó đi tham gia đấu chó để kiếm tiền. Và đương nhiên là chủ nhân tộc trưởng đã từ chối. Nhưng là một người da đỏ, ông làm sao đấu được với người da trắng chứ? Họ tuyên bố rằng đem Wai Fang đến thị trấn đã là vi phạm pháp luật, và một khi bị tố cáo thì tộc trưởng sẽ phải ngồi tù vì không muốn gây thêm rắc rối. Huống hồ là Wai Fang đối với hắn mà nói cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Do đó ông không nghĩ nhiều nữa mà liền đồng ý. Và như vậy Wai Fang đã rơi vào nanh vuốt của mấy tên côn đồ này. Họ đưa Wai Fang ra ngoài tự nhiên, không ngừng kích thích thú tính của nó. Sau một số bài huấn luyện đơn giản, nó đã được đưa đến đấu trường. Không khí ở đây khiến Wai Fang cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng nó không có lựa chọn nào khác vì đối thủ đã tấn công đến, đã vậy lại còn vô cùng hung ác. Wai Fang vẫn còn né tránh, nhưng khi trò chơi tiếp tục được diễn ra, thì bản tính hoang dã của loài sói trong nó đã được kích thích. Chỉ vài hiệp liền vật đối thủ ngã lăn xuống đất, mấy tên côn đồ đã thắng cuộc thi một cách dĩ nhiên. Cứ như vậy, dựa vào Wai Fang, họ đánh bại từng con chó ác thắng mọi cuộc thi, cũng vì thế kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng họ không hề đối xử tốt với Wai Fang, ném cho nó một khúc xương rồi đuổi nó đi, cũng vì thế đã để lại tai họa ngầm. Wai Fang không được nuôi dưỡng tốt trong thời gian dài đã cạn kiệt sức lực. Đây là trận đấu cuối cùng của nó. Đối thủ của nó là một con chó bun anh rất giỏi. Trong sân đấu, mọi người đều lần lượt cười nhạo con chó rác rưởi này, nó sẽ nhanh chóng bị cắn chết. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, chính con chó bun anh với cơ thể nhỏ yếu này đã liên tiếp đánh ngã Wai Fang khi trận đấu vừa mới bắt đầu. Nhưng do bản chất xấu xa và hiếu chiến của nó, lại thêm lực cắn dữ dội, nó nắm bắt cơ hội cắn vào cổ Wai Fang, nhất quyết không buông tha. Cho dù Wai Fang giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Dần dần, thể lực của Wai Fang không kiên trì nổi đã ngã xuống đất. Tên côn đồ ở bên cạnh thấy trận đấu sắp thua, cầm gậy đánh đập Wai Fang. Đúng lúc này, một chàng trai xuất hiện, đẩy ngã tên côn đồ xuống đất. Anh cầm gậy sắt tách miệng con chó bun anh ra, sau đó ôm Wai Fang ra khỏi sân đấu. Sau khi trở về nhà trọ, anh đã băng bó vết thương cho nó. Lúc này Wai Fang mới thấy cứu nó không phải ai khác, chính là anh chàng đẹp trai Jack mà nó từng cứu. Để đề phòng tên côn đồ lại cướp Wai Fang đi lần nữa, Jack đưa nó đến căn nhà gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô để dưỡng thương. Dưới sự chăm sóc ân cần của Jack, Wai Fang dần khôi phục lại sức khỏe, nhưng dường như nó không có ý cảm ơn, bởi vì Wai Fang bị con người gây tổn thương quá nhiều lần, chủ hầm rượu nuôi nó từ nhỏ đến lớn. Tên côn đồ ép nó tham gia cuộc thi đấu vật chó, mỗi chủ nhân đều vô tình gây tổn thương nó. Lần này nó không thể tin tưởng vào con người nữa, dù cho là Jack chưa từng gây tổn thương nó. Lúc anh cởi dây xích sắt giúp nó đã bị nó cắn cho một phát, nhưng anh không hề tức giận mà kiên nhẫn tiếp tục đối xử tốt với nó. Ông trời quả không phụ lòng tốt, cuối cùng Wai Fang cũng chấp nhận chủ nhân mới. Nhưng vui vẻ không được bao lâu, lần này Jack gặp phải phiền phức lớn. Jack vừa chạy vào hầm mỏ thì xảy ra vụ nổ. Bạn anh vội chạy vào trong hầm mỏ, thấy Wai Fang đang bới đất điên cuồng. Dưới sự nỗ lực của nó, đầu của Wai Fang đã lộ ra thở hồng hộc. Nhưng đợi sau khi họ ra khỏi hầm mỏ, thì phát hiện trên móng vuốt của Wai Fang dính đầy bột vàng.
Giỏi lắm, đây là đào được vàng nha. Vì thế hai người lại trở vào trong mỏ, ngạc nhiên phát hiện có mỏ vàng trong đó. Uầy, đây quả thực là trong họa có phúc nha. Lát sau, họ đào được một chảo vàng to đầy, độ thuần khiết lên tới 99%. Họ lên thị trấn đúc thành một thỏi vàng, được 11,3 kg. Nhưng họ không thể ngờ rằng tin tức đào được vàng lại bị lộ ra ngoài. Ba tên côn đồ ngược đãi chó lúc trước đã nhằm vào Rách. Chúng nhân lúc Rách ngủ say, lẻn lên trần nhà, lấy vải bịt kín ống khói. Hai kẻ khác thì cầm súng chặn lối ra ở bên ngoài. Nhưng ai ngờ do động thái quá lớn, Rách ở trong nhà gỗ cảm nhận được. Cho dù là như vậy, anh vẫn không thể thoát ra ngoài được. Bởi vì anh chỉ cần mở cửa, mấy tên ở bên ngoài sẽ xả súng bắn liên tục. Càng tệ hơn là tên côn đồ lại nhóm lửa đốt căn nhà gỗ. Ngọn lửa lớn gặp gió thế là bùng cháy dữ dội. Dù cho Rách dốc sức dập lửa cũng chẳng thấm vào đâu. Đám côn đồ thấy thời cơ đã đến, lập tức cầm súng săn phá cửa xông vào. Nhưng chúng không ngờ rằng Quai Phang trốn dưới giường bổ nhào về phía chúng. Súng săn bị mất kiểm soát đã bắn vào chân của một đồng bọn. Tên côn đồ thứ ba thấy vậy lập tức nổ súng về phía Quai Phang. Quai Phang tức giận nhanh chóng đuổi theo, bổ nhào về phía gã ta, cắn chặt vào mông gã, nhất quyết không buông. Nếu không phải Rách tới ngăn cản, sợ rằng gã này phải bỏ mà đi cả nửa đời còn lại. Cuối cùng ba tên côn đồ bị đưa đến cục cảnh sát chịu hình phạt thích đáng. Còn Rách chuẩn bị cầm lấy vàng trở về thành phố mở nhà trọ. Điều này nghĩa là anh sẽ rời khỏi Quai Phang, bởi vì không thể dẫn theo chó sói trở về thành phố được. Trước khi rời đi, Rách cởi sợi dây thừng trên cổ Quai Phang ra, nói với nó rằng mày được tự do rồi, trở về với thiên nhiên đi. Nhưng Quai Phang đứng yên ở đó, không đi. Cho dù Rách đuổi nó đi bằng mọi cách, nó vẫn không rời đi. Bất đắc dĩ, Rách đành nhặt cành cây trên đất ném về phía nó. Lúc này Quai Phang mới rời đi, đầu cũng không quay lại, chạy vào trong rừng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Rách đột nhiên cảm nhận được trái tim mình như bị khoét một chỗ. Trước khi lên thuyền, anh đã thay đổi ý định, anh quyết định ở lại đây. Sau khi chào tạm biệt bạn bè, anh trở về trong rừng tìm kiếm Quai Phang. Nhưng tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của Quai Phang. Anh lập tức trở về căn nhà gỗ, định ở đây chờ Quai Phang. Lúc anh đang sửa chữa lại căn nhà gỗ, Quai từ trong rừng chạy ra. Khoảnh khắc đó, họ chạy về phía nhau, sau đó ôm chặt nhau. Tình bạn khác bầy loài đã giải thích được câu nói vạn vật đều có linh hồn. Nếu video này đã cảm động đến bạn thì xin đừng quên ấn like, theo dõi và share nhé. Tôi là admin, hẹn gặp lại.